Đây. Tại sao trên đời lại có chiếc giày đẹp như thế này? Chắc người may nó phải là nhan sắc tuyệt trần đây. Bây giờ ta sẽ mang chiếc giày này về kinh. Ai mà mang vừa chiếc giày này sẽ làm vợ của ta. Trời ơi, sao quyết định nhanh như vậy? Không quyết đoán sao làm chuyện lớn được. Chuẩn. Đã hơn 4 tiếng đồng hồ rồi nhưng mà chưa tìm được chủ nhân cho chiếc hài này. Thôi khó quá, anh bỏ qua đi ngài ơi. Không, lời ta nói như đinh đúng cột. Ý, có người hư hài kìa đệ. Để tiếp đi. Ừ, để đệ. Mời ngươi. Trời ơi, sao cái chân của con bèo nào mà nhỏ quá vậy? Quay ra ngu làm gì mạnh bảo với chiếc hài như vậy? Thôi đi ra, người tiếp theo. Không vừa, người tiếp theo. Ước gì có thử vừa chiếc hài này. Mẹ cũng ước nữa. Mẹ dành con luôn hả? Thôi, con thử trước thì con yêu. Mẹ vô con đi. Hai người vô thử cùng một lúc con đi cho đỡ tốn thời gian. Thử đi. Từ từ hết thử. Cào qua lại xuống cho thấp coi. Sao dài kỳ trời. Lộn chân rồi kìa chị hai. Lộn thứ lại làm dữ hả? Nè nè nè, thấy đâu không vừa luôn rồi. Thấy rồi, ngươi đi ra đi. Mời bà thử luôn. Nhìn nè. Vừa rồi nè. Nhìn kỹ lại đi, như vậy mà vừa hả bà nội? Để còn không mau đuổi bà ra ngoài, rách dài luôn bây giờ. Để tôn trọng bà thôi, đợi bà mang xong rồi sau đó đuổi cũng không muộn. Lãng phí thời gian, còn biết bao nhiêu người chờ kìa. Người tiếp theo. Ủa Tám, con đi đâu đây? Dạ con đi chơi hội. Lựa đồ xong chưa mà đi? Dạ con lựa xong rồi. Chị chắc chưa? Mẹ! Mẹ hoài. Mẹ chữ luôn hả? Dạ tôi quýnh mẹ luôn chứ chữ cái gì. Ủa, đây là chiếc hài của ta đã làm rơi mà. Phải không? Cũng có nhiều người nói y chang cô vậy đó. Nè, nó dốc làm gì? Hả? Nè, tin chưa? Tới công chuyện ngày luôn rồi. Đúng là có nét phù thề. Đen y hệt. Anh có một bờ vai đủ rộng, một vòng tay ấm, một trái tim luôn thấu hiểu em. Làm vợ anh nhé, anh sẽ luôn là người trên. Vậy cứ về là sao hạnh phúc đúng không anh? Ước gì mình là cô Tắm ha. Vừa đẹp gái, còn được lấy chồng đẹp trai, nhà có điều kiện nữa chứ. Chưa hết đâu cưng. Tắm có hiếu lắm các bạn. Trong một lần dỗ cha, Tắm về hái cao thì mẹ con cám chặt cây, khiến cho Tắm ngã chết. Hả? Trời ơi sao mày dữ vậy? Đúng. Mỗi lần kể tới đây là mình lại bị ức chế đó. Sau khi Tắm chết thì được hồi sinh dưới hình dáng là một con chim vàng anh. Thì mẹ con cám thấy vua quá yêu thích con chim này, mà họ lại độc ác quyết định là giết con chim luôn. Oh, no. Sau khi chim chết thì Tắm lại được hồi sinh dưới hình dáng là cây xoan đào. Thì có một ông thợ mộc, ông thấy cây xoan đào này đẹp quá, ông đúc thành cái khung cửa gửi tặng cho vua. Thì rất may là ông vua lại rất là thích, thì mẹ con cám quyết định là đốt cây khung cửa luôn. Nhưng mà yên tâm đi, Tắm vẫn chưa có chết. Thường thường trong chuyện cổ tích á, nhân vật chính sống dai như đĩa vậy đó. Thì từ đám tro của cây khung cửa đó mọc lên thành một cây xoài. Hôm nay đi chợ rồi ăn mắc quá, không mua được cái gì hết trơn. Ủa sao cây xoài gì đâu mà có một trái vậy? Tôi ước nếu xoài biết nghe thì hãy nghe tôi nói, tôi là người tốt. Xoài ơi, xoài rơi bị bà để bà ngửi chứ bà không ăn. Thank you.
cuối xóm có hai vợ chồng đánh lộn kìa. Five minutes later. Thời gian gấp quá, mình chỉ chuẩn bị bao nhiêu món đây thôi, không biết bà thích không nữa. Ý, bà về. Trời ơi, có bánh lộn gì đâu mà cũng kêu tôi qua nữa, gánh thiệt chứ. Ủa, cơm từ thiện hôm nay sao thịnh soạn với ta. Ăn thử miếng coi. Cũng ngon quá ta. Thôi kệ, làm chén đi, đang đói. Tám, ở đầu xóm có người đánh lộn nữa kìa. Trời ta. Đúng là tuổi trẻ chưa trải sư đời, nó quýnh lộn ghê quá trời. Ủa, cái này còn ghê hơn nữa nè. Hồi nãy có mâm cơm, gì mất mâm cơm rồi? Không có ai hết trơn. Không lẽ nhà mình có... Tám. Hả? Ở giữa sớm mới bắt được thằng chậm chó kìa. Từ từ, quá liền. Bà lão này già cả rồi mà sao nhà cứ bề bộn như vậy? Phải xếp mệnh cho bà thôi nè. Xếp mệnh xong rồi còn vô dọn cầu tiêu nữa. Đứng lại! Xích lại gần đây. Gần thêm xíu nữa. Con là ai? Con là cô gái bước ra từ quả xoài. Ta cũng ở có một mình nè. Nếu con không ngại thì ở chung với ta nhé. Dạ chịu. Lại đây với ta. Vua ơi, con nó bụng quá, hay giờ mình kiếm chỗ nào ăn đi. Con cũng khát nước nữa. Ừ, ta cũng thấy vậy. Ý, xa xa kia có cái căn nhà kìa, hay mình lại đó nghỉ ngơi đi. Chi đi? Đệ, ta với đệ làm kèo. Dạ, có đệ. Đi. Rồi, đi. Dạ, chào bà, có thể cho chúng tôi ngồi nghỉ được một chút xíu không ạ? Dạ, được ạ, à. Mời các ngài vào trong. Dạ, bà có thể cho chúng tôi xin 3 cốc nước được không ạ? Bà lão ơi, tụi tôi đói bụng quá, bà có thể nào cho tụi tôi xin một miếng đồ ăn được không? À, hôm nay nhà tôi không có nấu cơm, nhưng mà con gái tôi mới làm mấy cái gỏi cuốn, mời các ngài dùng thử. Đợi xí nha. Cho 4 cái gỏi cuốn nha bà lão. Ủa sao đây ba người mà để kêu tới 4 cái như vậy? Thì nhà vua 2 cái gỏi cuốn, còn để với huynh mỗi người 1 cái. Huynh cũng nhớ gì hả? Từ khi vợ ổng mất á, ổng ăn nhiều lắm. Thôi chết, xém quên, cảm ơn đệ nhở. Huynh đệ mà, đừng khách sáo. Gỏi cuốn tới rồi nè, mời cái ngài dùng. Dạ tụi con cảm ơn bà. Hai người đó thì ăn trước đi. Ủa sao vậy? Không ăn thì để ta ăn rồi nha. Wow, hương vị quen thuộc. Ngon trong từng sợi bún, ngọt trong từng miếng thịt. Bà lão, có thể cho tôi mạn phép xin gặp mặt cái người làm ra cái món này được không? À, tôi... Tôi xin bà. Được rồi, để tôi dẫn ra. Nàng có phải là... Cơm ăn cũng không nổi, cháo nước cũng không cho. Con cũng vậy. Nghĩ mà tức á. Người đâu sống da như đĩa vậy á, hồi sinh liên tục. Ý mẹ ác mà hại còn được đây. Mày làm như mày hiền dữ lắm. Mẹ suy nghĩ cách đi mẹ, con không có thấy chị Tám nữa. Cách thì có dạy cái nhưng mà xài trơn rồi. Tìm đi mẹ. Từ từ để tao suy nghĩ. Sống cho mẹ. Ra rồi nè. Cái gì mẹ? Mimi. Ghê vậy. Tiệc chiêu cưới, con ăn đi rồi mình triển khai. Thôi muốn triển khai liền à, ngon quá à. Đi mẹ. Đi mẹ. Từ từ con. Đây. Tắm mà, mày không thoát khỏi tay tao đâu. Trời chưa có mưa, sao chớp dữ vậy?
Câu chuyện đến đây là kết thúc nha. Mạnh ơi, làm gì phấn khích dữ cơn. Qua câu chuyện tấm cám, ai rút ra được bài học gì? Nói đúng, anh tặng cho một thùng nước tuôn trái ổi. Em A Đại, qua câu chuyện này em nạp được một cái kiến thức, đó chính là nhân vật chính trong chuyện cổ tích không bao giờ chết. Quá. Em cho. Nói nghe. Qua câu chuyện này em học được lối sống tốt và đức tính nhẫn nhịn của chị Tám. Đúng rồi. Không, không, cảm ơn. Rồi, An Ngọc nói nghe. Em rút ra được một bài học kinh nghiệm là ở hiền thì gặp lành, sống ác thì gặp quả báo. Đúng luôn. Đây, một thùng nước cuốn trái ơi. Mấy em nhớ nha, sống ở đời gieo nhân nào gặt quả đó, cho nên chúng ta hãy sống tốt thì cuộc đời này sẽ mang lại cho chúng ta rất là nhiều những điều tốt đẹp. Rồi, còn đợi nữa mà không bấm đăng ký, like nhiều nhiều đi các bạn, cho team mình có thêm động lực để sắp tới mình còn kể cho các bạn nghe những câu chuyện cổ tích tiếp theo nữa chứ. Rồi, bye bye và hẹn gặp các bạn clip tiếp theo đi. Bye bye. Mùa hè trời nắng nóng, cuốn nước trái ổi có thể thay thế anh nước giải khát nha các bạn. À, các bạn đừng quên vận động 60 phút mỗi ngày để rèn luyện sức khỏe nha. 1, 2, 3, vô. Kịch bản tấm cám này quá nặng đầu rồi các bạn ơi. Cho 4 cây gọi cuốn nha bà lão. Ủa, đây có 3 người mà sao để kêu tới 4 cây vậy? Thì nhà vua 2 cây. Thì nhà vua 2 cây gọi cuốn. 3, 2, 1. 3, 2, 1, ăn. Ngọt à. Ngán ăn đi. Ngọt à. Ngọt à. Gọi cuốn ngon quá. Nàng có phải là cái tình huống là tắm phải đang hợp chứ không có khi nào mà tắm nó ở dưới. Em hiểu không? Em hiểu. Có nghĩa là tắm đang hợp rồi, ví dụ như hợp dưới đó hay là sao đó. Rồi con cám nó mới nói. Tiền giấc một người kìa. Nhìn thật là phải chửi. Nhìn ác quá trời ơi.